Kính chào quý vị, tôi là Thầy Thích Thông Lai. Bữa nay ngày thứ tư, 12 tây tháng 8 năm 2020. Bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng giờ của Washington State. Sáng nay trời khá lạnh, cho nên thầy nhận được một số email của các đệ tử của thầy nói về hai cái vấn đề mà họ muốn thầy trả lời liền qua những cái livestream, cho nên sáng nay thầy mới có cái livestream để mà trả lời vấn đề thứ nhất là tại sao ông Joe Biden ông lại chọn cái bà Harris, một thượng nghị sĩ, nữ thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ ở tiểu bang Cali làm phó tổng thống trong liên danh của ông. Và thứ hai là vấn đề Tàu Cộng tuyên bố ra lệnh cho tất cả các binh sĩ của mình không được nổ súng trước khi có sự đụng chạm với quân đội Hoa Kỳ. Đó là hai cái vấn đề mà tôi sẽ trả lời sáng nay. Kính thưa quý vị, để trả lời các câu hỏi này có một nhóm đệ tử của thầy ở tại Houston, Texas, thì tôi phân tích cho thấy khi mà ông Joe Biden chọn bà thượng nghị sĩ Harris của tiểu bang California, một nữ dân biểu, một nữ thượng nghị sĩ người gốc da đen, gốc Jamaica và Phi Châu, thì ông có lợi gì và đảng Dân Chủ có lợi gì? Thật ra bà Harris chỉ mới làm thượng nghị sĩ cho tiểu bang California mới chừng có vài năm. Quá trình chính trị bà không có dài, và bà là cái người rất là coi như chống chọi lại với bà chủ tịch quốc hội của đảng Dân Chủ. Thì như vậy hầu như là bà có những cuộc chống đối, và bà có những cái phát biểu trong cái trước đây là bà không có thuận với cái bà chủ tịch quốc hội. Thì như vậy tại sao ông lại chọn bà Harris đứng trong liên danh của ông, mặc dù trong 20 ứng cử viên tổng thống trong thời gian mấy tháng trước đây để mà tranh giành cái ghế ứng cử viên tổng thống 20, nếu tôi nhớ không lầm thì 20 ứng cử viên, trong đó có bà Harris, và có những ứng cử viên sáng giá hơn nhiều như là những ông tỷ phú, nhưng mà phải nhường lại để cho Joe Biden. Joe Biden thật sự là một người ở đoạn cuối cuộc đời bệnh hoạn, và cái nhiệm kỳ tổng thống ông chắc chắn không thể nào hoàn thành được, cho nên đảng Dân Chủ tính toán đưa Joe Biden để mà khi mà ông làm tổng thống xong thì cái người phó tổng thống sẽ là cái người coi như take over khi mà tình trạng sức khỏe bệnh trạng của ông lú lẫn, không có nhớ và không thể điều hành đất nước, thì cái người đó, người phó tổng thống đương nhiên theo luật pháp Hoa Kỳ sẽ lên để mà điều hành tòa Bạch Ốc. Như vậy, với cái nhìn của thầy, thì khi mà Joe Biden chọn bà Harris, thì thật sự đây là một cái để mà thăm dò dư luận thôi. Chứ thật sự từ đây tới tháng 10, Joe Biden vẫn có thể thay đổi ứng cử viên phó tổng thống trong cái liên danh ứng cử của mình. Cho nên, đó là cái nhìn của tôi. Tại vì bà Harris của thượng nghị sĩ của tiểu bang California không có lợi gì trong lúc này để mà giúp cho Joe Biden kiếm phiếu, mà chỉ làm chia rẽ thêm cho đảng Dân Chủ. Cho nên ông Joe Biden chọn bà Harris, với cái nhìn của thầy, đây chỉ là một cái chiến thuật ngắn hạn, và từ đây tới tháng 10 ông có quyền thay đổi một người để đưa vào trong liên danh này. Thật sự bà Harris không phải là một cái người con cờ nặng ký ở trong cái đảng Dân Chủ. Quá trình chính trị cũng không có dài. Cho nên Joe Biden chọn cái này, đối với cái nhìn của thầy, thầy trả lời nhóm đệ tử là không bao giờ mà thắng cử được nếu mà chọn cái bà Harris. Bà là cái người coi như không đội trời chung với bà chủ tịch quốc hội của đảng Dân Chủ, thì làm sao mà được sự ủng hộ. Cho nên đây chỉ là cái đòn thăm dò dư luận thôi. Còn tới tháng 10, ông vẫn có thể thay thế
một tên của một cái người phó tổng thống khác. Đó là cái câu trả lời của thầy, bản thân của thầy. Câu hỏi thứ hai, gần đây khi mà Trung Cộng tuyên bố chính thức trên đài truyền hình và tất cả các đài truyền thông đều nói rằng Trung Cộng yếu khi ra lệnh cho quân đội của họ không được nổ súng trước đối với quân đội Hoa Kỳ, thì thật sự người ta nói là Tàu Cộng yếu. Nhưng mà đối với cái nhìn của thầy, khi mà Bộ trưởng Y tế của Hoa Kỳ đến Đài Loan với tư cách là một bộ trưởng ở trong nội các của chính phủ Hoa Kỳ là một cái hình thức sỉ nhục Tập Cận Bình, vì Tập Cận Bình coi rằng Đài Loan là một tỉnh lỵ ly khai, vẫn là một phần lãnh thổ của Trung Cộng, và chính sách một quốc gia hai chế độ đã được Tổng thống Carter công nhận từ thập niên 80 và vẫn chưa có hủy bỏ cái sắc luật đó. Và trong khi đó, từ xưa tới nay, rất nhiều tất cả các dân biểu, nghị sĩ đều có đến thăm Đảo quốc Đài Loan, nhưng mà họ đi thăm với tính cách cá nhân, và đi thăm nếu mà có chính thức thì cũng là của lập pháp chứ không phải của hành pháp. Và cái thái độ Tổng thống Donald Trump cử Bộ trưởng Y tế qua bên Đài Loan để mà xét nghiệm, để mà thăm dò cái sức mạnh của Tập Cận Bình, thật sự đối với cái nhìn của thế giới thì Tập Cận Bình giờ này đang rất là yếu. Yếu vì vấn đề thất thoát về vấn đề thương mại, vấn đề bệnh dịch, và tất cả các quân khu của quân đội đều hầu như sắp sửa đảo chánh. Tập Cận Bình bây giờ cần một cái nước cờ để làm sao gom tất cả những quân đội, những lực lượng quân khu, những tất cả những tướng lãnh mà đang điều hành tất cả những cái lực lượng vũ trang của Tàu Cộng về một phía với mình thì rất là khó. Hiện tại Tập Cận Bình không còn có đường nào khác ngoài con đường gây chiến tranh. Vì có chiến tranh thì nội loạn mới được dẹp, và tất cả lực lượng quân đội của Tàu sẽ đứng lại dưới tay điều khiển của Tập Cận Bình. Nhưng mà chiến tranh với Hoa Kỳ thì chắc chắn Hoa Kỳ không thể nào đánh một hai phát súng rồi Hoa Kỳ ký hòa ước với Tàu Cộng, mà với cái sự quyết định của Tổng thống Donald Trump là phải lấy lại độc lập cho Tây Tạng, lấy lại độc lập cho người Di Ngô Nhĩ, lấy lại độc lập cho Hồng Kông và lấy lại độc lập cho Đài Loan, thì chắc chắn không có chuyện chỉ bắn vài phát súng rồi ngồi vào bàn hội nghị. Và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đưa quân vào tận trong cái Bắc Kinh để mà giải thể chế độ Cộng sản. Cho nên Tập Cận Bình là với cái chiêu trò dối trá của một tên Cộng sản Tàu là ra lệnh. Ra lệnh là thế nào? Ra lệnh là tôi đã ra lệnh tất cả binh sĩ của Trung Quốc, của Tàu Cộng không được nổ súng trước. Và chừng nào Mỹ nổ súng trước thì mới được khai quả đáp trả. Nhưng mà quý vị biết Hoa Kỳ từ xưa tới giờ, theo cái lịch sử chứng minh, Hoa Kỳ chưa bao giờ nổ súng trước. Chiến tranh đệ nhị thế chiến là Hoa Kỳ bị Nhật Bản tấn công ở Trân Châu Cảng, Hawaii, rồi Hoa Kỳ mới bắt đầu coi như đáp trả và mới đánh lại. Thì như vậy, Tập Cận Bình tại sao ra lệnh là quân đội Trung Cộng không được nổ súng? Là cái kế hoạch này là một kế hoạch ma giáo của Tập Cận Bình, của tên Cộng sản Tàu Cộng, là nó ra lệnh như vậy để rồi nó sẽ âm thầm, nó ra lệnh coi như là không có bắn trước, nhưng rồi nó ra lệnh nhỏ cho một số tướng lãnh của nó ở Biển Đông sẽ nổ súng vào trong các lực lượng quân đội của Hoa Kỳ, vào các cái khẩu trúng hạm hoặc là những cái hộ tống hạm hoặc là khu trục hạm của Hoa Kỳ ở khu vực Biển Đông trên cái tuyến đường hàng hải quốc tế, để mà khi mà nó trái lệnh, nó cho vài tên tướng lãnh trái lệnh khai quả bắn đi. Và khi bắn như vậy thì lúc đó Hoa Kỳ sẽ phản pháo và Hoa Kỳ sẽ trả đũa. Mà Hoa Kỳ trả đũa, Hoa Kỳ tấn công để mà coi như đánh lả lại, thì lúc đó Tập Cận Bình mới lên đài truyền hình và nói rằng sẽ trừng trị cái tên tướng lãnh vi phạm cái lệnh của Tập Cận Bình, và nó bắt nhốt cái tên tướng lãnh đó, và nó kêu gọi các nước Âu Châu gồm có các nước Đức và Pháp coi như hãy vận động để can thiệp, để mà tạo ra một cuộc ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Tàu Cộng.
Đó là cái chính sách của Tập Cận Bình, chỉ muốn ra lệnh trước. À, tôi đã ra lệnh trên đài truyền thông, trên đài truyền hình, trên Liên Hiệp Quốc là tà lưu binh sĩ không được khai súng trước, không được nổ súng trước vào quân đội Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ có một số tướng lãnh, nó quá khích, nó nổ súng và yêu cầu Hoa Kỳ hãy ngừng ngay, và có chỉ muốn tạo ra một cái cuộc chiến ngắn hạn một vài ngày và nó nhận động thế giới. À, đây là cái lỗi lầm của quân đội dưới quyền, tướng lãnh dưới quyền, và tôi sẽ đem cái thằng tướng lãnh này ra, tôi sẽ xử tội. À, đó là cái nhìn của thầy. Cho nên Tập Cận Bình không muốn chiến tranh, nhưng mà không có chiến tranh thì sẽ bị đảo chánh. Và quý vị biết rằng tất cả các lực lượng bơm nguyên tử của Tàu Cộng đều nằm ở tất cả vùng Tây Bắc của Tàu Cộng, ở vùng Ngoại Mông và ở vùng giáp giới cái lãnh thổ của Liên bang Xô Viết. Cho nên mà cái lực lượng đó, tất cả tư lệnh lực lượng mà coi về cái hệ thống nguyên tử đều là phe của Giang Trạch Dân. Tập Cận Bình bây giờ là phải co lại để cố thủ ở Bắc Kinh. Dân chúng bây giờ đang đói kém, bão lụt tràn lan, kinh tế thì què quặt, Hoa Kỳ đang bao vây và trừng phạt. Và hiện tại chiến tranh là để làm sao tập hợp được cái lực lượng quân đội đang chuẩn bị đảo chánh mình để mà đứng sau lưng Tập Cận Bình. Vì khi có chiến tranh với Hoa Kỳ thì cái chuyện mà nội chiến sẽ được giải toán và Tập Cận Bình sẽ tập hợp được cái sức mạnh quân đội lại. Nhưng mà không thể đánh đường trường với Hoa Kỳ, mà làm sao để đánh vừa xong là có thể coi như là ngưng chiến ngay, để mà lấy cái cớ gì? Lấy cái cớ là lính dưới quyền, tướng lãnh dưới quyền đã làm bậy và xử phạt và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc can thiệp để tạo ra cuộc ngừng bắn, để mà Hoa Kỳ không thể tiến đánh vào trong cái Bắc Kinh để mà giải thể chế độ Tàu Cộng. Đó là cái trò ma giáo của tất cả những cái tên Cộng sản Tàu Cộng. Quý vị thấy rõ ràng, như lâu nay thầy vẫn thường nói, nếu thật sự Tập Cận Bình mạnh thì nó đã đánh rồi. Cộng sản mà nó mạnh thì nó đánh, chứ nó không có kéo dài. Mà quý vị thấy nó cũng rất là hung hăng. Khi mà Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ đến Đài Loan, nó cũng đưa hai cái chiếc phản lực cơ ra để mà hăm dọa. Nhưng mà sau đó bà Thái Anh Văn, bà đã đưa tất cả các lực lượng F-16 lên để mà đuổi đi. Và quý vị nên nhớ rằng lịch sử của Việt Nam chứng minh, năm 1968, Tết Mậu Thân, chính coi như Việt Cộng, chính Hồ Chí Minh ra chỉ thị đề nghị với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là hưu chiến 3 ngày, 3 ngày Tết. Nhưng mà khi họ đề nghị hưu chiến là tức là họ chuẩn bị đánh. Cho nên với cái nhìn của thầy, khi mà Tập Cận Bình ra lệnh binh sĩ không được nổ súng, tức là chiến tranh sắp gần kề. Nhưng mà cuộc chiến tranh này là chiến tranh Tàu Cộng không muốn Hoa Kỳ đánh để cho mình coi như mất đảng, mất chính quyền và sẽ tan nát thành ra từng mảnh, mà muốn đánh để mà tập hợp lực lượng quân đội dưới quyền đứng về phía Tàu Cộng để mà đương đầu với Hoa Kỳ, và sẽ trút lỗi lên một số tướng lãnh ở tại Biển Đông là vi phạm cái lệnh ngưng bắn, lệnh bắn trước của Tập Cận Bình, và sẽ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc can thiệp để Hoa Kỳ không có tiến quân để mà đánh Tàu Cộng. Nhưng mà với cái nhìn của thầy, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không tha cho Tập Cận Bình, và Tập Cận Bình có ma giáo cỡ nào cũng không thể nào mà thoát được kỳ này, và chiến tranh sắp sẽ xảy ra một ngày không xa. Khi mà Tập Cận Bình ra lệnh cho binh sĩ dưới quyền không được nổ súng trước, có nghĩa là Tập Cận Bình sắp sửa khởi động chiến tranh để mà tự giải cứu cho Tàu Cộng khỏi nội chiến và tập hợp được tất cả lực lượng quân sự ở trong Trung Quốc đứng về tay Tập Cận Bình mà không đứng lên để mà tạo một cuộc nội chiến. Trân trọng kính chào quý vị. Đó là nhận định của thầy về cái bà Harris thượng nghị sĩ mà do Joe Biden chọn, mà đang thì coi như là tất cả các đài truyền thông đều coi như loan tải ngày hôm qua. Thì tôi thấy đó chỉ là cái đòn không có lợi, mà có thể tới tháng 10 ông sẽ bổ sung và ông sẽ rút tên bà này ra để đưa một người thực sự mới là có lợi cho đảng Dân Chủ. Còn đưa bà Harris, một nữ nghị sĩ của đảng Dân Chủ, bà này có cái lịch sử là chống đối lại tất cả
những việc làm của bà coi chủ tịch quốc hội, cho nên cái chuyện này chỉ tạo thêm chia rẽ và không có lợi cho đảng Dân Chủ. Trân trọng kính chào.